không chỉ tạo môi trường tốt cho nhà đầu tư, mà đời sống vật chất tinh thần cũng như sự an toàn của công nhân lao động cũng được quan tâm, trong đó có việc xây dựng mô hình nhà trọ văn hóa không tị nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự là một trong những mô hình hiệu quả được các chủ nhà trọ thực hiện đang mang lại hiệu quả đáng khích lệ, ghi nhận tại huyện Cần Đước. Yên tĩnh, sạch sẽ và an toàn là cảm nhận chung của người thuê trọ tại nhà trọ Bảy Thuận ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước. Với phương châm văn minh, xanh sạch, an toàn, khu nhà trọ này có 37 phòng, luôn đảm bảo an ninh trật tự, có thiết bị phòng chống cháy nổ, môi trường vệ sinh sạch sẽ. Thì một phần thì tâm sự với công nhân, với các công nhân, còn một phần thì tôi cũng liên hệ chặt chẽ với các anh em công an. Thì hiện nay thì cũng đang xây dựng một cái mô hình là nhà trọ là 3 bảo đảm và 2 liên kết. Thì 3 bảo đảm là bảo đảm an ninh trật tự, rồi bảo đảm phòng cháy chữa cháy, bảo đảm là thực hiện cái nếp sống văn minh trong cái nhà trọ, rồi cái liên kết là liên kết với ấp địa phương mình và liên kết với cái người sống xung quanh, không phải là mình sống ở đây mình không thể là làm phiền những cái người xung quanh, thì đang thực hiện cái mô hình đó. Hầu hết người ở trọ là công nhân lao động, do đó tìm được một nơi an toàn để sinh sống và làm việc là sự mong mỏi của anh chị em công nhân, vì khu trọ được họ xem như là ngôi nhà thứ hai của mình. Dạ, cũng như mình ở chỗ nhà của bác Bảy này rất là an toàn, mình rất là an ninh và sạch sẽ nữa. Khi mà mình đi làm ở nhà cũng rất là an toàn, tại vì bác Bảy cũng chăm lo cho mọi người và quan tâm mọi người rất là nhiều. Trên địa bàn huyện Cần Đước hiện có 3 khu nhà trọ tổ tự quản tại xã Long Cang và Long Định. Số lượng các khu nhà trọ dành cho người lao động ở đây cũng nhiều hơn hẳn so với các địa phương khác. Phần lớn các khu nhà trọ đều đạt tiêu chí nhà trọ văn hóa, nhà trọ không tệ nạn xã hội. Thì hiện nay là các cái khu nhà trọ này thì có các tổ tự quản cũng hoạt động rất là tốt. Bên cạnh đó hiện nay cũng được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cái chương trình là môi trường xanh. Thì trong thời gian qua Liên đoàn Lao động tỉnh cũng có hỗ trợ với các cái khu nhà trọ của địa bàn huyện Cần Đước để tặng các cái thùng thu gom xử lý rác sinh hoạt tại các cái khu nhà trọ. Và hiện nay thì các cái anh chị cô chú quản lý cái câu lạc bộ nhà trọ này cũng vận hành và thực hiện tốt cái các cái quy định về đảm bảo cái môi trường tại các khu nhà trọ của mình quản lý. Phát huy mô hình nhà trọ tự quản, an toàn về an ninh trật tự sẽ là một trong những điều kiện thuận lợi để thu hút lao động đến với địa phương làm việc, bảo đảm nguồn nhân lực cho các công ty, doanh nghiệp.